Nên nghĩa bằng áo màu tím. Anh Thành nói màu tím này là màu tím gì nè. À em nhớ rồi, anh Thành nói là màu tím câu chơi. Ừ, tím câu chơi. Một con đầu tiên. Đầu tiên Đâu đâu em coi coi nó có vô bài không. Đây là con cá liềm kềm cả nhà ơi. Con cá liềm kềm đầu tiên. Quá đẹp. Ôi dồi cả nhà coi con cá liềm kềm nè. Hết sức không? Nó dài ghê không? Dạ Tùng xin chào quý ông bà cô bác quý anh chị và các bạn. Cảm ơn cả nhà trở lại kênh 66 TV của Tùng nha. Bây giờ khoảng 11 giờ mấy đêm rồi cả nhà ơi. Hôm nay Tùng có hẹn với anh Nghĩa hai năm ba đứa. À, phía dưới kia là anh Nghĩa mình. Tùng mời cả nhà xuống xuồng nha. Đây là anh Nghĩa của mình. Hello cả nhà. Hello chào cả nhà. Trời ơi giờ này mà còn tỉnh táo dữ ta. Con ngủ đâu? Gì? Nước này trễ quá. Dạ. Được rồi. Rồi. Giờ mình tiếp tục lên đường cả nhà. Mình chạy ra sông mình chọn địa điểm thích hợp để mình giăng lưới giăng câu. Quên chắc giăng 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 lưới quá, nay không có đem câu rồi. Thì nay đi giăng lưới cả nhà. Làm biến chạy rồi kìa. Xem đi coi. Ôi hên quá. Rồi lên đường. Anh em mình đi xuống đây để coi con nước cả nha, coi coi chỗ nào nước cái dịu thả được mới thả. Anh nghĩ mình hôm nay bằng áo màu tím quá xím hay màu tím lục bình. Màu tím lục bình mới chịu à, bữa ẩm cho ông màu tím lục bình. Tao nói là màu tím hoa cà không chịu nha, màu tím lục bình. Bữa đó đẩy hai đường câu còn có thăm còn có đường nè. Cho ông nghe. Chưa được nữa anh nha. Đợi hả? À dạ. Được rồi, giờ anh em mình chuẩn bị lưới. Mình kiểm tra phao đồ, dây rồi cá neo đồ cho đầy đủ, đèn đồ. Giờ không bắn. Nó chảy quá anh. Đây giới thiệu với cả nhà. Nghĩa mình vừa hoàn thành xong một công trình là một tay lưới cá liềm kim. Lưới này là lưới 1 phân rưỡi. Dạ. Chiều cao dạo lưới khoảng 1 thước rưỡi. 1 rưỡi luôn. Biết luôn vậy. Trời ơi, đệ tử của anh cũng thời gian rồi phải nắm chứ. Mới đóng xong mà chưa nè. Dạ. 1 rưỡi đúng luôn. Cao bằng anh luôn anh nhỉ? Tới cổ à. Cái tính chọc anh. Nếu vậy là nó mình thấp lắm sao sao chịu hả? Rồi rồi. Cái đoạn này giống như đoạn cũ không? 40 thước không? Dạ. Tại cái ni của mình tới đó. Anh nhúng nước cho dễ làm ha. Cho ướt. Dạ rồi. Đây là lưới cá liềm kiềm. Hôm nay anh em mình sẽ gọi là khai trương ha. Khai trương cá liềm kiềm cả nhà ơi. Trời ơi. Cá liềm kiềm mà hấp dưới màu tím lục bình nữa. Hết sảy và bẫy. Mà tháng này không có vong lục bình ha. Phải có vong lục bình rồi. Giờ này mình hấp luôn ha. Trời ơi. Vừa dính xong chạy về hái con lục bình xong hấp liền ăn tại chỗ. Trời ơi đã. Anh nói cái thèm. Cho tối này hai anh em uống chừng nửa xị ha. Được không? Ngủ, ngủ luôn, bỏ câu bỏ. Không, mình xong công chuyện kìa. Xong công chuyện, nói chung là quyết định là xong công chuyện rồi kìa. Hấp xong cái đầu gót ra nửa xị. Thôi thôi thôi, không ăn xị đi. Xị đi cho dễ. Người nữa xị chị đổ luôn. Tự nhà đổ luôn. Ủa vậy hả? Hay vậy? Đổ chị nhỏ. Nấu làm sao? Bỏ làm bếp nấu.
nấu chảy ra cái đổ. Ôi ơi nấu chì luôn dữ dằn. Bởi là mới lâu nè. Tay này hôm đó nay làm rồi cỡ nửa tháng rồi. Bữa nào rảnh cái làm khúc, bữa nào rảnh cái làm khúc. Dạ. Thôi sẵn à. Ủa giờ là mình sửa soạn xong là mình đi thả liền không? Thả liền luôn. Thả liền luôn hả? Chuẩn bị phao ha, đèn ha. Đây rồi. Ta lưới này có vụ bơ hổng gửi tiền cho đóng nè. À vậy ha. Vậy ok. Vậy sẵn đây anh em con cũng cảm ơn Duy Út hôm trước có hỗ trợ anh em con để đóng tay lưới cái liềm kìm mới. Hôm nay đã có rồi ha. Mong hôm nay dính nhiều, quay cho Duy Út và cả nhà cùng xem. Với lại hồi nãy lúc mà đợi anh nghe thì em có mua hai chai nước, anh em mình vô cái cho nó đã cái ra. Trời ơi, tổn đồ rượu không? Ông nữa. Đâu mà mới nó gụ cái có gụ. anh khui giùm em đi, anh khui giùm em đi, em còn chai nè. Còn đó. xong anh khui rồi, đúng rồi. Em có tài à? Rồi rồi. Sẵn đây giữa lúc đêm khuya thanh vắng thanh tịnh, anh em mình mời cả nhà chai nước uống cho may mắn, chúc anh Nghĩa hôm nay khai trương tay lưới cá liềm kìm thành công. Rồi vô mời cả nhà luôn nha. Dạ. Dạ rồi. Anh em mình bắt đầu bơi đi thả lưới cả nhà. Hồi nãy giờ thì cột vô cái phao đỏ. Sao nãy giờ bơi thấy có bầy liềm kìm nào không anh? Không. Chưa thấy à? Chưa thấy. Nước nay đục quá đục nè. Thường thường cái mùa nước trong nó sẽ nhiều hơn ha anh nhỉ? Nhiều hơn. Nước đục nó ít hơn. Yeah. Nhưng mà cá liềm kìm thì nó có quanh năm phải không? Nhưng mà mùa nước trong sẽ nhiều hơn. Nên mình gọi cái mình dò xét coi. Ở cái chỗ nước này có cá nhảy không? Chứ lúc hổm nhiều khi anh em mình đang chạy xuồng, chạy hai bên xuồng nó nhảy, nó phóng. Nó thấy đèn của anh em mình nè, cái nó bơi lại cái đầu cái xuồng mình vừa chạy tới á, cái là nó giật mình nó nhảy lên. Nhắc hết trơn. Bữa nay bơi nãy giờ có thấy con gì đâu. Nước trong quá, ôi nước đục quá đục. Tình hình hôm nay nói chung là cũng không có được đẹp như kỳ vọng, nhưng mà cũng cố gắng. Lưới mới thì không biết độ chìm nó sao nữa đây. Rồi thì đầu lưới á, mình có cái đèn với lại lấy cái chai nước suối nè làm cái phao đầu. Còn xa này thì mình mấy trái phao lừng nè, tầm khoảng 6-7 tấc à. Sáu tấc hả nè. Cái viền trên khoảng 6 tấc mình có trái phao lừng. Chí gọi là mét. Chí này làm là 6 tấc. Dạ. Cho nó nổi nhiều ha. Nổi nhiều. Dạ. Em thấy cái tay cũ của anh cột thêm mấy cục mút trắng trắng đó nên cho nó nổi nhiều phải không? Tại vì nên cái phao lừng anh xa, còn kia cái chuyến này phao lừng thấy khích lại nè. Khích lại nổi à. Dạ. Còn viền chì thì bấm nhẹ thôi. Chì đổ con Nghĩa, bí quyết con Nghĩa cả nhà ơi. nhẹ nha. Còn nặng quá nó chìm luôn. Dạ, nó dính lòng tông nhiều. Đoạn lưới mình nó ngắn nên Nghĩa mình bủa mau lắm, chút xíu là xong à. Thì cũng giống như những lần trước á, sau khi bủa cái mình sẽ cột cái đầu lưới vô cái mũi xuồng, vô cái ống dây xuồng á, cái mình bơi, mình kéo tay lưới nó đi. Nó quơ nè cả nhà, nó quơ kéo nó chạy. Đang mình đi mình giống như mình đi kéo cá đó, mình dí cá. Lưới dài quá nhiều khi thả chỗ khác cái dính ghê. Dạ. Thành thử ra làm ngắn. Dạ.
Đó, cả nhà, mới thả xuống là có dính liền kềm rồi. Đó, vừa Tùng vừa tắt máy luôn cả nhà. Anh Nghĩa nói rồi, bố xong rồi, Tùng quay qua tắt máy. Vừa tắt máy cái nó nhảy xong. Quá trời ham, bật máy lên quay cho cả nhà nghe liền. Nghe âm thanh đó sung sướng cuộc đời. Đây rồi, thì tiếp tục anh Nghĩa sẽ bơi, kéo tay lưới nó đi. Đó, đó. Ừ, bắt đầu có dính nhảy rồi đó. Vậy rồi, thì tình hình là anh Nghĩa sẽ kéo tay lưới nó đi chút xíu. Cũng khoảng tầm 15-20 phút rồi nè. Có khi nửa tiếng không chừng nữa. Nói chung tầm nửa tiếng nhau đổ lại thì anh em mình sẽ cuốn. Đó, ngồi nãy giờ anh bơi anh móc hoài vậy nè. Tối mà anh ngồi anh móc hoài vậy. Nó đã buồn ngủ. Nãy giờ bơi được 2 cây số chưa? Sau một hồi bơi từ Mỹ Thuận tới Sa Đéc, từ Sa Đéc qua trong Mỹ Thuận vòng về cái chỗ hồi nãy. Chỗ anh em mình thả lưới nãy giờ này anh em mình cuốn. Một con đầu tiên. Đâu em coi nó có vô bầy không. Đây là con cá liềm kềm cả nhà ơi. Con cá liềm kềm đầu tiên. Quá đẹp. Đó. Hai con. Cá liềm kềm anh Nghĩa nói mình chiên, mình phơi một nắng dốt dốt ha, chiên. Ngon lắm. Nhất là nhậu ngon ha. Ôi đằng kia mới dính nhiều kìa. Kìa. Ôi ôi ở đây em thấy nè, đó, dài lại. Ôi càng ngày dính càng nhiều. Đó, nguyên dây rồi. Dữ rồi. Ôi ế gớt luôn. Bởi vì lưới mới ha, chắc lội anh nhỉ. Coi như là dính hết đâu có thoát được. Ôi con cá nó nái à, bành kì. Cá liềm kềm nữa, cái nó ngon mà nó gọi là sao ta, nó nặng ký hơn cá lòng tông nhiều cả nhà. Mà dễ gỡ hơn nữa đó vậy. Rồi được cái là nó mình gỡ nó không, mình để thời gian lâu được không bị sình. Ví dụ như mình đi nguyên đêm đi tới sáng về á, vẫn bình thường, nó không bị hư. Còn cá lòng tông mà mình mặn không kịp là nó hư á. Cá lòng tông mình mần mình phải ướp đá ha, không ướp đá là rồi hư hết. Dạ dạ. Không mùa này không phải là mùa thuận, nhưng mà anh em mình dính về là coi như là khai trương ta lưới này thành công rồi anh nghe. Chứ vô mùa thuận mãi lưới mới này dính dữ lắm nè. Dạ. Ở ngoài nhảy vô luôn. Ta lưới đầu tiên nghe lưới kia 3-4 năm trời ha. Lâu lắm. Ơi gì vậy đó mà không chịu đấm tay lưới mới để dính cho nhiều mà cứ lấy tay lưới nó đi bổ hoài. Thiệt tình. Ê bữa hổm anh thả tay lưới gách đó chứ anh bị sảy biết nhiều nói anh nghĩa. Nhiều lắm. Phải không? Cả đợt hổm còn nước ở trong. Dạ. Cá nhiều.
cỡ nước nó đục quá đục rồi. Cá ít rồi. Dạ. Ừ, ghim đầu lên kìa. Chỉa lên nè. Đó. Mới có chút xíu thôi cả nhà ơi. Con liền kềm trong sông nhỏ đâu ai bắt hay vậy mà sao bắt nó lâu lâu lấy gỗ hết được con thôi chứ làm gì bắt được nhiều. Cá từ sông nhỏ chút thôi à. Ừ, lưới đó không lẽ lấy lưới cước bắt mà cá đó cũng có thịt thà đâu ăn không. Nhưng mà nó là một họ nhưng mà nó hai loại hay nghĩa nó đâu có giống con cá này. Hồi trước em cứ tưởng là con cá nó còn nhỏ nó ở trong sông nhỏ. Cái nhà lớn cái nó ra sông Tiền mình. Ai nghe là hai loại khác nhau ha. Ừ. Cũng là liềm kìm nhưng mà liềm kìm nhỏ, liềm kìm bự. Liềm kìm này nó bự hơn cái lòng tông mình. Tay lưới hả mãi sình đóng đen hun. Bởi vì nước đục này cá. Dạ. Sình đóng sình. Dạ. Cá cho nó khôn lắm đó nha. Lưới mình mà sạch sẽ, lưới mới sạch ha, trắng ha. Hoặc là những cái mùa nước kia là nước xanh ha, mà mình xài lưới xanh á mà nó tiệp màu là dễ dính cá nữa. Cá nó không có thấy lưới. Còn cá mà nó thấy lưới như mấy tay lưới mà dính gác đồ nhiều nè, dính gãy lục bình nè, hoặc là dính sình đồ nè, đóng sình đóng bợn vậy nè, là con cá nó thấy nó biết. Ê, có con này nhá. Đây. Biết khôn lắm. Dạ. Nãy giờ cũng có dính một hai con cá lồng tông. Còn cá bự hơn lỗ lưới. Gớt rồi luôn. Rồi gần hết lưới hả? Lưới anh em mình sẽ tranh thủ chút xíu nữa sẽ bủa thêm một vác nữa ta. Kiếm thêm ha nha. Bủa thêm. Nói chung vác đầu như đây là cũng đỡ lắm rồi. Một vác lưới mà về đây cũng đỡ rồi nè. Tại vì mình lưới này mình có thể làm được nhiều vác lắm. Tại vì mình lưới mình ngắn nữa, mình bủa mao rồi mình cuốn cũng mao. Ôi dồi cả nhà coi con cá liềm kìm nè. Hết sức không? Nó dài ghê không? À, giữa hai con bự con nhỏ. Cái nhà coi nó khác biệt dưới dần. Đó, để con cá liềm kìm bự với con cá liềm kìm nhỏ cái bên nè. Đó, mọi người thấy nè. Bởi vì nhiều khi lâu lâu dính được mấy con này nè. Mấy con này chừng chục con vô ký thôi nè. Nói hơi quá ha. Ở vậy nói sai sự thật luôn rồi cả nhà. Nói chứ con này nó bự quá. À cả nhà coi nè. Giữa con cá đây là con cá liềm kìm nè. Còn đây là con cá lồng tông nè. Đó cả nhà coi coi. Con cá liềm kìm nó bự hơn nhiều lắm. Dạ rồi. Đây là giải lưới thứ hai, anh em mình cố gắng kiếm thêm. À, đợt này anh bủa điểm khác phải không? Tại ban đêm ở cả nhà nên mình cũng khó thấy, nhưng mà Tùng ngồi trên xuồng thì mình sẽ biết.
lần bữa lưới thứ hai này anh em mình chọn một địa điểm khác cả nhà ơi. Coi coi cái địa điểm này coi có nhiều hơn không. Thì cách bổ với lại cách điều tới lưới đi cũng giống như đợt đầu thôi à. Anh em mình bổ đi chút xíu nữa, anh em mình cuốn Tùng quay tiếp cho cả nhà xem nha. Mới mới đi gì? Bữa nay anh em mình tiếp tục gặp chú Hùng. Hôm nay chú Hùng cũng thức khuya như anh em mình đi giăng lưới cá sát nữa cả nhà. Không ngại chú Hùng giăng cá sát nhiều không? Sau một hồi cũng bơi vòng vòng kéo tay lưới đi, anh em mình bắt đầu cuốn lưới cả nhà. Một con cá tấp. Để như này hay để trên được không? Trên đi ha. Chú Hùng thì bộ lưới cá sát xong rồi chút xíu nó mới cuốn nè. Cá sát thì chú Hùng thả theo cách thả ngầm, sát đáy sông. Cỡ này cá đâu có tiêu hết mà mấy bữa nay nước đục quá. Ở sông Tiền mình là có một mình chú Hùng gọi là chuyên ngành cá sát, còn mấy anh em mình là hầm bà lặn hết nữa, môn gì cũng có, câu lưới bự lưới nhỏ. Dạ có ở dưới bè tại anh Đóng có anh Tông cũng ăn chơi vậy. Dạ cá nhái nè đâm được đó, cũng mè ngoài này nó dính nhóc mình. Dạ nước chảy ha, nước chảy á, nước chảy nó đâm nước cho cái lỗ trên đó là ngay mỏ gần mỏ gác ngang á, nước chảy chảy dính mặt trong trong lại á. Dạ. Nước trong này nó gì? Nước trong thì cây kim này thôi. Trong lại nó dữ lắm đó. Cái đó. Nhá nó táp theo mà. Gặp đèn sáng cái lũi vô. Cá này dễ ăn nhất. Dạ. Nhẹ. bán lẻ được 100. Mà cá này bán đâu có mặn như cá lòng tông anh nhỉ? Mặn chứ. Cũng mặn luôn. Mặn bây giờ mặn. Mỗi con cá nào cũng mặn chứ. Cá nào cũng mặn. Mà bây giờ ngặt cái vụ mỗi xứ mình ngộ đủ mãi mặn cực chất mẹ mà gì cũng phải mặn ra mấy bác. Dạ. Rồi chú đi dân vậy rồi thím bán hay sao chú? Cân bả về bà vợ đi mai. Dạ chú cân lại cho người ta bán ha. Sáng cái vợ đi chợ đó rồi ra đưa người ta rồi đi mai. Dạ mà cũng phải mặn à, dính cá gì cũng mặn chứ giờ mắc cuộc phải mặn. Mặn ha. Còn cái thí dụ nước hần này mình đem về này khỏi mặn là đem ra cái bà mối đó mình cân rồi bỏ mặn. Cá tư còn lũ mới dân giác nào cũng vừa phải mặn rồi ấy. Với phần cá sát với bè không mặn, không mặn cái bụng luôn. Mỏng quá trời mỏng ha. Mỏng. Dính mỏng. Hình như cái tỷ lệ dính cũng cỡ giấc lưới đầu. Cũng dở lây gai. Mài lưới mới chứ. Lưới cũ cây vàng lấy ăn giác một ngày luôn. Anh này làm như cái thép tóp ông không thèm gỡ chú Hùng ơi. Không thấy đường. Yeah. Bị chá. Dạ. Nó chứ do cái đèn của Tùng, cái lúc khán giả xem anh Nghĩa sáng vậy nè là do Tùng có bố trí thêm vài cái đèn đó nha. Để quay ban đêm cho đủ ánh sáng, đến hồi tối ngoài sông tối Hòa Hòa. Thì khi mà mình để đèn quay ngược lại vậy nè, thì anh Nghĩa bị chá mắt lắm. Đó, lê quay tới cái đèn đầu phao nữa đó, lưới nữa đó. Mau lắm, còn lưới này ngắn vậy. Đây rồi. Xong. Hết lưới rồi cả nhà. Ký nữa hơn nha. Không hả? Không nhưng mà nói chứ lưới này thì thật ra mình phải giăng nhiều vét cả nha. Thì mới nhiều. Còn này anh em mình giăng mới 2 vét à. Với lại cái mùa này thì nó dính về cũng là tạm ổn rồi đó. Nếu như mình thả thêm nữa thì 2 giác 3 giác nữa thì
mới có số ký nhiều mà mình bán mới có tiền. Còn hôm nay anh em mình á thì đem theo thêm tay lưới 8 nữa, nhưng mà để kịp giờ ta thả tay lưới 8 thì anh em mình sẽ ngưng thả lưới cá liềm kiềm ở đây. Thì khai trương tay lưới cá liềm kiềm anh em mình chỉ thả 2 giác thôi. Đó, đây là thành quả này cả nhà. Không, nói chung là cũng thành công hết anh nhé. Dạ. Được rồi. Vô. Vô. Tụi mời cả nhà nha. Mời cả nhà. Dạ. Sẵn đây con cảm ơn Dương Út hỗ trợ anh em con tay lưới mới. Hy vọng những ngày mà tiếp theo á thì ngay con nước trong á thì cá liềm kiềm nhiều hơn. Hôm nay anh Nghĩa bằng áo màu tím. Anh Thành nói màu tím này là màu tím gì nè. À, em nhớ rồi. Anh Thành nói là màu tím câu chơi. Màu tím câu chơi hả? Ừ, tím câu chơi. Quyền bí lắm nha, bởi vì em đọc mà em mắc cười. Được rồi. Anh em mình thì vừa bổ xong tay lưới liềm kiềm thì được có nhiêu đây cả nhà, nhưng mà không có thuận con nước để thả liềm kiềm. Còn trên xuồng anh em mình á thì có một tay lưới 8 nữa, thì tình hình hiện tại thì anh Nghĩa đang bơi để tìm cái vị trí thích hợp để anh em mình bổ tay lưới 8 này. Đây là loại lưới 8 phân đó, chiều cao dạo có 1,5 m à. Mình thả theo cách là mình thả ngầm, tay lưới nó sẽ chìm sát đáy sông, viền chì nó sẽ chìm sát đáy sông, sát mặt đất. Và viền trên á thì có những cái phao lừng để nó lừng tay lưới lên, nó căng tay lưới dạo lưới ra khoảng 1,5 m thôi nha, để bắt cá. Còn mặt lưới thì 8 phân nữa cỡ này nè. Đây rồi. Bây giờ mình tạm thời mình để số cá này qua một bên đi. Gắn đèn không nè, có gắn đèn không? Đèn đèn lưới nè, hay là mình ở đây mình canh luôn là mình khỏi gắn đèn ha. Đó cả nhà coi đó, dây phao đó cả nhà, bao nhiêu dây đó, trên này còn nữa nè. Nói chung khi mà cái tay lưới của mình á mình thả rồi á là dây này nó sẽ chìm xuống hết, tại vì nối với lại tay lưới á là cọng dây này. À, phía trên là có cái phao gì nè. Đặc khi mà mình muốn cuốn lưới á, thì mình ra mình nắm cái phao đó, mình kéo lên rồi mình phân từ từ lên. Để em coi thử giờ này mấy giờ. À, bây giờ là 12:41 đêm, 0:41. Coi như là bước qua ngày mới rồi. Ngày mới hả? Dạ. Rồi. Trong khi cả nhà đang ngủ, anh em mình chúc cả nhà trước đi. Chúc cả nhà có một buổi sáng thật tốt lành. Sáng mai cả nhà thức dậy thì có nhiều niềm vui nè. Phát tài, làm ăn thuận lợi, công việc thuận lợi. Anh em mình thì sáng mai về chắc anh em mình ngủ rồi. Tại vì đi giờ này về rạng sáng là anh em mình ngủ rồi. Ủa quên, anh Nghĩa phải bắn cá nữa chứ. Quên. Tùng ngủ cả nhà. Thôi giờ em bơi cho anh Nghĩa, em lại bơi cho Tùng, tạm dừng video lại bơi cho anh Nghĩa cả nhà. Cái đèn của em đó, uống này cho đỡ buồn ngủ anh Nghĩa ơi. Cái này cục đèn hả vậy? Không phải, cái đó cái chá để cho nó tỏa sáng ra, nó không có gom như của anh. Tổ đâu viên bi gỡ về cho mấy nhỏ chơi. Quên nữa, em nãy lúc mà đợi anh á thì em có lại tề tập quá mua nước nè, với lại nãy có mua cái bánh mà em quên nói. Thôi giờ vô cái nơi đi, người đang ăn bánh nha, ăn cho đỡ đói. Bánh hả? Bữa này no luôn. Ở tiệm cô Tiên. Em hỏi cô giờ này tối có gì ăn không? Nó có bánh ở đây lại đi. Em mua bịch bánh xà lam. Khui bánh xà lam hai anh em mình ăn Nghĩa ơi. Cả nhà cùng ăn chứ. Hai anh em ăn gì? Rồi, tụi mời cả nhà ăn bánh xà lam với vô. Mời Nghĩa nha, tụi mời cả nhà. Rồi phải có bánh bía ha, cũng ngon ha. Ngán quá. À, bánh mía ăn ngán quá. Bánh xà lam mà ăn ngon nè ha.
Tại vì bánh hành lam bây giờ là có thiệt, còn bánh mía là xuống tới Sóc Trăng. À dạ. Nói chung trên xuồng của anh Nghĩa mình là đầy đủ hết trơn. Chăn ga gối niệm là trải ra cái chỗ anh Nghĩa đang ngồi đó nha, là mình ngủ ngã lưng được chừng tiếng hồ đó, tới giờ cuốn lưới mình cuốn. Trước khi ngủ phải nhớ gài đồng hồ nha anh Nghĩa. Rồi báo thức nha. Đến nơi ngủ cái thức dậy cái sáng trưng mặt trời gọi nóng nóng cái thức dậy là giờ đó là khoát cần câu rồi đó. Chưa. Có bốn lỗ sắt rồi. Dạ. Trời mưa. Cái này ha. Trời mưa cái căn ngủ lên. Dạ. Dùng tại vì anh Nghĩa ở bên cái chỗ đó cái con gạch nhỏ thôi nè, thì muốn đi qua sông lớn này thì bị treo nước. Dạ, nên cái thời gian anh Nghĩa đi qua đây phải sớm lắm, đi về nhiều khi bị treo nước cũng phải chưa có về được đó, nếu mà xong công việc cũng chưa về được đó, treo nước mà. Dạ. Hồi nãy á đó anh em mình hẹn là khoảng 7-8 giờ tối rồi nha, mà nãy anh em mình tới 10 giờ mấy, rồi 11 giờ mới đi tới chỗ bến xuồng anh Nghĩa mới rước tùng, thì 11 giờ mấy anh em mình mới thả liềm kìm, thả được con giác hai giác gì đó, rồi tranh thủ thả ra lưới tám này, hy vọng miếng cá sủ à. Thôi ăn miếng rồi đầu ngồi anh nằm xuống ngã lưng đi cho khỏe, lấy sức đang hồi kéo lưới bắt cá gỡ cá. Đi rồi chút xíu nữa tùng quay tiếp nha cả nhà. Được rồi, giờ anh em mình bắt đầu cuốn lưới. Vàng lưới ngang chở thành lưới xuôi. Nãy móc cũng hết mình rồi đó nha anh Nghĩa. Nãy nước lúc anh em mình bổ thì nước còn chảy nhiều. Ôi, nãy bổ tốt rồi kia giờ trôi vô thuốc này. Dạ. Nó đạp vô đây quá chừng. Hết đi. Tới lưới à. Gì đâu cũng kèn nữa nghĩa. Biết rồi. Hồi nãy nước nó đạt nữa. Nó trôi bê heo. Đúng đã ha. Hai lắm. Rồi dính vậy? Nhà với chín cá bốn phần. À học trò. Dính cái học trò mà dính nhỏ quá. Đó. Ôi ơi. Vô bờ mà nó cũng có cá bự nữa. Đây nãy giờ. Nãy giờ em cũng hơi lo lắng. Bữa nay mình bơi cho anh Nghĩa bổ lưới mà lỡ có gì thất là buồn lắm à. Không sao, có cá bự rồi. Nãy giờ đổ thừa. Đừng con cá học trò bự cái nha. Đó cái con học trò cái lồi của nó mà mình mới dính cái con mà vừa lên á. Là con đó nó cũng thuộc hàng bự nhất trong cái lồi của nó rồi. Con rồi hắc thù anh Nghĩa mới có than là có cá à. Bây giờ từ đây tới hết lưới anh than hoài cho em đi, than đều lưới là có cá à. Mới than chút vớt rồi là có con này thấy không, anh than giữ vô dính chùm luôn á. Vàng hết lưới luôn.
cưới lên dung chung rồi. Sơn đêm kéo cá mà im lìm cái này là dễ buồn ngủ lắm nha nghe. Trời ơi bọc buồn ngủ thiệt kìa. Công tình thức đêm cực khổ mà ít xịu cá anh nha. Trời ơi, có mấy cá trời. 1, 2, 3, 3 là co. Được 3 cái học trò. 1 ký rử. Trời ơi. Hôm nay coi như là anh Nghĩa qua sông Tiền mà thu nhập thấp rồi cả nhà ơi. Nói chung là đi cốt ý là thả hai đoạn lưới nè. Một đoạn lưới cá liềm kìm nè để lúc mà nước còn chảy á thì mình tranh thủ mình thả nó, còn khi mà nước dịu rồi thì mình quay qua thả lưới 8. Mong dính mới học trò với nếu mà hên thì được 1-2 con cá sủ gì cũng được. Về sáng bán, còn giờ có bao nhiêu đây à? Rồi. Như đây lỗ tiền xăng luôn nữa, đừng nói tiền công. Đừng nói công cán là khỏi tính rồi đó. Thôi thôi gì à. Rồi thôi về ngủ cả nhà. Ngủ dưỡng sức. Vậy rồi, giờ đã xong buổi thăm lưới rồi. Tùng kết thúc video đây. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video hôm nay nha. Tùng và anh Nghĩa hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo. Chào cả nhà. Buồn quá anh Nghĩa ha. Rồi, buồn gì đâu. Đức dục. Đức từng đoạn dục. Tép thì dân câu vừa lắm nè. Dạ. Rộng đấy.